phản ứng sấm sét. Chúng ta đang đến với hiện tượng sấm sét ngay trong lồng ống nghiệm. Các bạn có muốn thử không? Cho 3 ống bóp dung dịch H2SO4 đậm đặc 98% vào ống nghiệm. Cho từ từ 3 ống bóp dung dịch C2H5OH 96%. Phải đảm bảo dung dịch C2H5OH và dung dịch H2SO4 tách lớp. Và cuối cùng là một muỗng bột KMNO4. Và xem nào, phản ứng thật dữ dội. Và có những tia lửa ngay trong lòng dung dịch như hiện tượng sấm sét trong cơn mưa giông mù mịt. Giải thích hiện tượng này như sau. KMNO4 phản ứng với H2SO4 đặc cho ra MnSO4 và khí oxy và H2O và tỏa nhiệt rất cao. Khí oxy sinh ra sẽ tác dụng với C2H5OH ở nhiệt độ cao gây nổ mạnh, gây ra những chớp sáng như sấm sét. Các bạn làm thử nhé. Tạm biệt.